mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ quay lại với chuyên mục mà tư vấn những sản phẩm làm mà đẹp cho chị em đi ha. Không là làm gì vitamin, thực phẩm chức năng nhiều rồi, thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà phù hợp với chị em, cực kỳ phù hợp luôn. Đây Thanh đang cầm trong tay, gọi nó là cái hộp thì thấy nó hơi quá, anh to như cái xô ấy. Anh đưa lại gần cho mọi người thấy ha. Đây là vitamin C của Healthy Care. Vitamin C này là ở ngoài để là 500mg vitamin C viên nhai, giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể, chống lại bệnh cảm cúm. Trong mỗi một viên thì chứa viên vitamin C 200mg. Rồi ở đây nó ghi nè. Thì cái vitamin C này Thanh nói qua về cái công dụng của nó ha. Công dụng của vitamin C này thì là đầu tiên là mọi người sẽ nghĩ tới ngay đó là tăng sức đề kháng, thì đúng rồi. Cái trên hộp nó cũng có ghi là để tăng sức đề kháng, nhưng mà cái vitamin C nó không phải là chỉ có một cái công dụng là để tăng sức đề kháng, chống lại cảm cúm thôi đâu. Mà vitamin C á, ở đây á, nó còn có là tác dụng là chống oxy hóa, chống các gốc tự do trong cơ thể và giúp cho có một cái hệ thống tim mạch khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt hơn là những bạn mà đi nắng, về cháy nắng thì mình có thể uống vitamin C để mà cho nó giảm bớt cái lượng độ cháy nắng trên da của mình, và giảm nám, giảm tàn nhang, giảm một cái mức độ nhẹ thôi, chứ không phải mà giống như mà người ta quảng cáo về những cái sản phẩm mà gọi là xóa nám, xóa tàn nhang thì không có mọi người nha. Vitamin C nó sẽ là một cái chất vitamin làm cho hả sáng da chúng ta lên. Bởi vì tại sao mà Thanh nói là cái sản phẩm này có thể làm đẹp được, đó là khi chúng ta sử dụng thời gian dài vitamin C đầy đủ thì cái da chúng ta, sắc tố da chúng ta sẽ sáng lên, và những cái mà vết mà thâm nám nó sẽ dần dần nó mờ đi, và đặc biệt nữa là nó làm cho trẻ hóa da của chúng ta một cách từ từ và nhẹ, ít chứ không phải là nhiều mọi người nha. Thì chúng ta có thể sử dụng cái vitamin C này, và đặc biệt nữa nó hỗ trợ trong cái việc mà duy trì cái mức cholesterol khỏe mạnh cho cơ thể của mình, xong rồi chăm sóc sức khỏe bằng vitamin C giúp hỗ trợ và duy trì cái sức khỏe thì nó lâu dài hơn nhé. Là một thường thì chúng ta bác sĩ mình mà bị bệnh thì bác sĩ hay khuyên chúng ta sử dụng nhiều cái trái cây để mà bổ sung vitamin, đặc biệt là vitamin C, nhưng mà đợi tới mà bệnh mới sử dụng vitamin C thì nó rất là lâu. Vì khi vitamin C đưa vào cơ thể chúng ta thì từ 3 tới 5 ngày nó mới phát huy được tác dụng, nên như vậy thì chúng ta nên bổ sung vitamin C hàng ngày. Vì một cái điều nữa là vitamin C nó không thể nào nó gọi là nó không phải một dạng vitamin tích trữ trong cơ thể, nó vào cơ thể nó hấp thu cơ thể xong rồi nó sẽ đào thải ra, chứ nó sẽ không có tích trữ trong cơ thể chúng ta. Nên chúng ta muốn có một cơ thể khỏe mạnh á, muốn hạn chế bệnh, hạn chế mệt mỏi á, thì chúng ta nên bổ sung mỗi ngày bằng cách là dùng các sản phẩm có thực phẩm có vitamin C. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đi làm nhiều, hoặc có những bạn lại không thích ăn rau, không thích ăn trái cây, thì cái đường mà bổ sung đủ cái hàm lượng vitamin C mỗi ngày thì nó rất là khó khăn. Bởi vậy chúng ta sẽ sử dụng tới kem bổ sung vitamin C này. Cái lọ Thanh đang cầm đây là cái 500 viên lượng, một ngày sử dụng từ 1 tới 2 viên. Thì cái lọ này nếu mà một ngày chúng ta sử dụng 2 viên thì cũng phải gần 1 năm mới hết được cái lọ này. Còn nếu nhà chúng ta có nhiều người đi, có chị em chung thì chúng ta xài chung thì nó sẽ mau hết hơn, chúng ta cảm thấy đỡ chán hơn thôi. Chứ mua cái hộp này về xong rồi chỉ có xài là cố gắng xài nhiều, vừa khỏe vừa đẹp vừa tốt cho cơ thể rồi mọi người nha. Với lại cái này nó cũng không phải là một viên thuốc uống nữa, nên nó cũng không có ngán đâu. Nó là viên nhai, nó giống như là nó giống như những cái viên kẹo vitamin C mà hồi nhỏ mình hay được ba mẹ mua trong tiệm thuốc tây á, nó giống như vậy đó mọi người. Thì có những người mà cơ địa họ là hay bị bầm tím đó trên da đó, thì cái khi bổ sung cái vitamin C này sẽ giảm các triệu chứng mà bầm tím trên da mọi người nha. Đặc biệt vitamin C thì nó cũng sẽ có hỗ trợ duy trì các cái mao mạch khỏe mạnh trên cơ thể chúng ta, nên Thanh thấy là Thanh recommend cho các chị em mình là nên cực kỳ bổ sung cái vitamin C này, vừa đẹp mà vừa khỏe nữa, rất là tốt luôn. Đặc biệt cái vitamin C này á, thì em bé thì
không phải em bé đâu, phải nói rõ ràng là con nít thì cũng có thể bổ sung, nhưng mà với một liều ít thôi mọi người nha, không cần quá nhiều, không quá một viên mỗi ngày. Và đặc biệt tuyệt đối là những bé dưới 2 tuổi là không được sử dụng, tại vì đây là vitamin C hàm lượng là cao nên không được sử dụng cho bé dưới 2 tuổi mọi người nha. Tại vì á, cái gì Thanh hồi đó giờ Thanh vẫn tư vấn mọi người là cái gì á nó vừa đủ nó sẽ tốt, chứ không cần mà dư nhiều quá không tốt. Dư nhiều quá thì cơ thể sẽ phải là đào thải, mà nếu đào thải không hết thì nó sẽ động trong cơ thể, nó sẽ là gây ra những cái tác nhân mà không mong muốn. Bởi vậy những em bé dưới 2 tuổi thì Thanh khuyên không sử dụng loại này. Những em bé đó thì có cái vitamin C riêng cho các em, hoặc là những cái siro bổ sung sức khỏe cho các em như thế thì sẽ tốt hơn. Còn cái sản phẩm này thích hợp nhất là cho người đã trưởng thành, các em mà dậy thì uống cũng được, và tầm tuổi mười mấy tuổi thì uống cũng được, cũng sử dụng được. Nhưng mà những em nhỏ quá thì Thanh không có recommend cái sản phẩm này, mà sẽ recommend cái những sản phẩm này dành cho những em nhỏ. Những em dưới 12 tuổi thì thường mọi người những cái hãng như là Healthy Care hoặc là Nestle sẽ có để ở trên, giống như cái lon này của Nestle thì người ta sẽ có để là Kidsmart, rồi Healthy Care thì nó cũng để là Fortis. Còn những tất cả các hãng vitamin và thực phẩm chức năng dưới 12 tuổi sẽ có một cái sản phẩm riêng để riêng cho những cái tuổi đó. Còn trên 12 tuổi chúng ta mới bắt đầu sử dụng chung với người lớn là cái tốt nhất để mình sử dụng vitamin và thực phẩm chức năng mọi người nha. Thì ở đây người già nếu mà một ngày khẩu phần ăn chứa vitamin C thì chúng ta cũng nên bổ sung vitamin C để mà giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Nếu mà cơ thể không đầy đủ vitamin C cũng có thể làm cho cơ thể chúng ta gọi là mệt mỏi, uể oải, thì chúng ta cần cái vitamin C này mọi người nha. Đặc biệt dành cho những bạn mà gọi là muốn có một làn da mà sáng đẹp tự nhiên hơn thì recommend cái vitamin C này. Hôm nay Thanh review tới đây thôi, tại vì vitamin C thì cũng không có gì để nói nhiều hơn. Nếu mọi người muốn tư vấn kỹ hơn hoặc là muốn sử dụng cái vitamin C này kết hợp chung với một cái vitamin khác hay một cái sản phẩm khác thì mọi người có thể mà comment ở dưới video này, hoặc là nhắn tin vào trang Facebook của Thanh là Thanh An, hoặc là có thể là gọi điện tới số điện thoại nhắn tin hoặc là Zalo cho Thanh với số là 0769845698 để mà Thanh tư vấn mọi người kỹ hơn, hướng dẫn mọi người sử dụng và đặc biệt báo giá cho mọi người hôm nay có sale bao nhiêu và về tay mọi người là bao nhiêu mọi người nha. Giá bình thân luôn cập nhật giá sale mới nhất thì mọi người á nhắn tin trực tiếp cho Thanh để mà biết được cái hôm nay là có giá tốt cỡ nào nha. Bye bye mọi người.